Nếu học được như vậy thì mau an trụ nơi tòa diệu Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trước kia nhận bốn bình bát của bốn thiên vương dâng cúng, nay Ngài cũng sẽ nhận như xưa. Bốn đức thiên vương hộ thế dâng lên bốn bát, chúng tôi cũng sẽ dâng như vậy. Bí Xô nên biết Đại Bồ Tát này khi học như vậy, thiên đế chúng tôi còn thống lãnh thiên chúng đi đến chỗ Đại Bồ Tát này cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, huống là các thiên thần khác mà không đi đến nơi đó hay sao? Bí Xô nên biết Đại Bồ Tát này khi học như vậy, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các chúng Đại Bồ Tát cùng các trời rồng A Tố Lạc vân vân thường theo hộ niệm. Do nhân duyên này mà tất cả hiểm nạn nguy khốn, thân tâm buồn khổ ở thế gian đều chẳng làm tổn hại Đại Bồ Tát này. Các thứ bệnh tật do bốn đại trái nhau ở thế gian vĩnh viễn không có trong thân, chỉ trừ nghiệp nặng nhưng chuyển đổi nên hiện tại chịu nhẹ. Bí Xô nên biết Đại Bồ Tát này đúng như lời dạy tu hành phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, được những công đức ngay đời hiện tại như vậy, và công đức đời sau thì vô lượng vô biên. Khi ấy Ananda thầm nghĩ, Thiên Chủ Đế Thích tự mình có biện tài khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và công đức thù thắng của các Bồ Tát như thế, hay là nhờ năng lực oai thần của Như Lai? Khi ấy trời Đế Thích nhờ oai thần của Phật, biết ý nghĩ trong tâm Ananda nên thưa rằng, bạch đại đức, sự khen ngợi của tôi về Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và công đức thù thắng của các Bồ Tát đều là nhờ thần lực của Như Lai. Khi ấy Phật bảo Ananda, đúng như vậy, đúng như vậy. Nay trời Đế Thích khen ngợi Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và công đức thù thắng của Bồ Tát như vậy, nên biết đó đều là nhờ thần lực của Như Lai, chứ chẳng phải biện tài của Đế Thích. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và công đức thù thắng của các chúng Đại Bồ Tát nhất định chẳng phải tất cả thế gian, trời, người, A Tố Lạc vân vân có thể khen ngợi được.